Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và tối nay, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Tự hào người giáo viên nhân dân. Ban tổ chức và các nghệ sĩ đang tích cực chuẩn bị cho chương trình ý nghĩa này. Chương trình là lời tri ân gửi tới những người giáo viên đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục cao cả vinh quang dạy chữ dạy người. Đây cũng là món quà dành tặng cho khán giả để cùng hoài niệm về thời học trò đã đi qua, hay những học sinh đã và đang ngồi trên ghế nhà trường, lắng nghe, thấu hiểu, kính trọng và biết ơn công lao thầy cô nhiều hơn. Được đầu tư công phu về chất lượng nghệ thuật, chương trình là sự kết nối giữa âm nhạc và những câu chuyện xúc động, thể hiện cảm xúc tự hào của nghề giáo, lòng yêu nghề và ý thức trách nhiệm, tôn vinh những nhà giáo đã vượt mọi khó khăn, đem con chữ đến với học trò. Nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia chương trình như Lan Anh, Lê Anh Dũng, Thu Hà, Đỗ Tố Hoa, Sen Hoàng Mỹ Lan, Minh Dũng, Phương Thủy. Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào người giáo viên nhân dân nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chương trình nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực đóng góp của nhà giáo Việt Nam trong sự nghiệp chồng người cao cả qua những tác phẩm âm nhạc về nhà giáo và nghề giáo với sự trình diễn của nhiều nghệ sĩ đang là giảng viên tại các trường nghệ thuật trên địa bàn thủ đô. Tự hào người giáo viên nhân dân 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 và kênh 2 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.